trung bình thì một học sinh cấp 2, cấp 3 phải học từ 9 đến 13 môn học trên trường, bao gồm cả những môn chính như là toán, lý, hóa, văn, anh, sinh, sử, địa. Quá nhiều môn học trên trường, tuy vậy tụi mình lại có quá ít thời gian, chưa kể còn phải dành thời gian để đi học thêm, sinh hoạt ngoại khóa, tham gia câu lạc bộ, dự án hoặc là ăn, ngủ, nghỉ. Vậy thì tụi mình phải làm gì? Khóc, khóc và khóc. Hi, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube của mình. Mình là Emily. Trong video ngày hôm nay thì mình muốn chia sẻ với mọi người 5 tips cực kỳ độc đáo, mới lạ. Những tips này sẽ giúp cho các bạn cân bằng, quản lý, sắp xếp thời gian, cũng giống như là một số phương pháp để học giỏi tất cả các môn trên trường mà không quá stress và áp lực. Những tips mình chia sẻ trong video đều là những cách và mẹo học mình đã áp dụng từ rất lâu, từ những năm cấp 2 cho đến cấp 3. Nên mình nghĩ là các bạn dù ở mọi cấp học, lớp học nào thì cũng có thể áp dụng tốt được những phương pháp này. Tip thứ nhất là biết phân loại và ưu tiên. Để học tốt tất cả các môn trên trường thì mình nghĩ các bạn không nhất thiết phải dồn hết sức thời gian vào việc học hoặc là phải từ bỏ mọi thú vui giải trí khác, mà quan trọng hơn hết là tụi mình phải biết phân loại và ưu tiên những môn học quan trọng và những việc khẩn cấp. Vì chắc chắn thời gian bao giờ cũng có giới hạn nên tụi mình không thể nào hoàn thành hết được tất cả những công việc mà tụi mình đã đề ra trong danh sách công việc hoặc là to-do list. Vì thế nên mình cần phải làm những công việc nào mà có mức độ ưu tiên cao, quan trọng nhất hoặc là khẩn cấp nhất. Tuy nhiên thì sẽ có một trường hợp là tất cả những bài học, bài tập công việc thì sẽ đều quan trọng và khẩn cấp. Ví dụ như khi mình đi học cấp 3 thì mình sẽ phải có rất nhiều bài tập, deadline và dự án khác nhau. Thì đến lúc này mình sẽ ưu tiên làm những công việc nào mà có mức độ khó, phức tạp và đòi hỏi nhiều thời gian. Bởi vì lúc nào khi mới bắt đầu vào buổi học thì mình cũng sẽ tràn đầy năng lượng nhất, đầu óc mình sẽ minh mẫn tỉnh táo nhất, nên mình sẽ dành làm trước cho những môn học nào mà nó khó, nó phức tạp, nó khó nuốt như là toán, lý, hóa, sinh. Còn những môn nào đơn giản hơn thì mình sẽ để dành sau khi mà mình có thời gian. Bởi vì lúc mà mình đã làm xong hết tất cả những môn khó, phức tạp rồi thì đến những môn dễ mình sẽ làm nó với một cái tốc độ nhanh chóng hơn. Ngoài ra, một phương pháp khác cực kỳ hữu ích mà mình thường xuyên áp dụng để giúp cho bản thân tránh bị lười biếng hoặc trì hoãn, đó là mình sẽ tạo ra một cái hạn chót giả. Ví dụ như mình được nhận một bài tập toán và mình được giao phải hoàn thành và làm xong cái bài tập đó trong vòng một tuần đi ha. Nhưng mà mình sẽ tự đặt ra cho bản thân mình một cái hạn chót giả là mình phải làm nó xong trước khoảng từ 2 đến 3 ngày. Có nghĩa là mình phải cố gắng ngồi vào bàn học và làm xong trước trong vòng khoảng 3 ngày đó. Tip thứ hai là nhóm các môn học. Một điều là không ai trong số tụi mình muốn dành cả một ngày dài chỉ để học một môn duy nhất. Ví dụ như khi bạn có 10 môn học khác nhau và bạn chỉ học một môn trong một ngày và bạn bắt đầu với việc học môn văn vào ngày thứ hai đầu tiên, điều này có nghĩa là bạn sẽ bắt đầu học lại môn văn vào ngày thứ năm tiếp theo. Tuy nhiên đến thời điểm này thì có lẽ tụi mình đã quên sạch sẽ tất cả mọi kiến thức mà tụi mình đã học sau gần 10 ngày trôi đi. Vì thế, điều mà mình thường làm đó chính là mình sẽ phân chia tất cả các môn học thành 2 đến 3 nhóm khác nhau thay vì dành một ngày cho một môn duy nhất. Nếu bạn có 8 môn cần học thì hãy chia nó thành 2 nhóm khác nhau, mỗi nhóm sẽ có 4 môn. Ngoài ra, nếu như bạn có 9 môn thì hãy chia nó thành 3 nhóm, mỗi nhóm sẽ có 3 môn học. Và mình sẽ học mỗi ngày một nhóm môn học và mình sẽ học theo thói quen là 3 ngày đầu tiên thì sẽ học lý thuyết, nghe giảng và 3 ngày còn lại thì mình sẽ làm những bài tập áp dụng và mình sẽ cứ lặp lại luân phiên như vậy cho đến hết tháng. Và mình sẽ dành một ngày chủ nhật để off, nghỉ ngơi, vui chơi và thư giãn để nạp lại năng lượng. Tuy nhiên, khi áp dụng cách phân chia các môn học thành các nhóm khác nhau này thì mình đã mắc phải một sai lầm. Đó chính là mình phân chia và mình gộp tất cả những môn siêu khó lại với nhau và mình hoàn toàn bỏ quên những môn dễ hơn. Nên thay vì gộp 3 môn toán, lý, hóa là 3 môn khó thành một nhóm và học nó trong một ngày thì mình sẽ thay đổi lại thành học toán, lý, anh hoặc là mình sẽ học xen kẽ là toán, lý, văn. Và hãy nhớ là luôn dành từ 1 đến 2 tiếng vào buổi sáng hoặc là vào đầu buổi học mỗi ngày để mình có thể ôn tập củng cố và xem lại những gì đã học. Thì nếu như bạn không xem lại, ôn lại ngay lập tức những nội dung mà mình đã học thì khả năng cao là bạn sẽ quên đi những kiến thức đó rất nhanh. Và nếu như các bạn muốn biết thêm nhiều tips để có thể học bài mau thuộc, nhớ lâu và nhớ chính xác thì các bạn có thể xem video này của mình ở đây. Tip thứ ba là luôn học vào thời điểm cố định. Với cái lượng kiến thức lớn từ rất rất nhiều những môn học khác nhau mà tụi mình phải học, cũng giống như là nhiều bạn sẽ có một cái lịch học thêm rất là kín, dày đặc và gần như là chiếm hết quỹ thời gian hàng ngày của các bạn luôn. Nên các bạn thường sẽ có một cái thói quen, một cái xu hướng là mình sẽ ngồi vào bàn học một cách ngẫu hứng, bất chợt. Có nghĩa là mình sẽ thích học lúc nào thì mình sẽ học vào lúc đó và cái khoảng thời gian này nó sẽ không cố định, nó sẽ không chính xác. Thay vào đó thì các bạn hãy cố gắng là sắp xếp và xác định là mình sẽ học vào một cái khoảng thời gian cụ thể và nhất định nào đó trong một ngày. Ví dụ như các bạn có lịch học thêm vào buổi chiều, buổi tối khoảng từ 6 đến 7 giờ tối thì các bạn có thể lựa chọn khung giờ là từ 7 đến 10 giờ sáng để mình có thể ngồi vào bàn học.
Hoặc nếu như các bạn cảm thấy mình không đủ minh mẫn, tỉnh táo để có thể ngồi học vào buổi sáng tinh mơ thì các bạn có thể lựa chọn và ngồi học vào khung giờ từ 1 đến 4, 5 giờ chiều để mình có thể tập trung tối đa và học bài một cách nghiêm túc nhất. Và ngược lại, nếu như các bạn không có lịch học thêm vào buổi chiều, buổi tối mà lại có lịch học thêm vào buổi sáng từ 7 giờ sáng đi ha, thì các bạn có thể phân chia mình học vào buổi trưa, buổi chiều từ 2 giờ đến 5 giờ chiều, hoặc là ngược lại mình có thể học vào buổi tối là từ 5 giờ trở đi. Bằng cách này thì các bạn có thể tận dụng một cách tối đa và triệt để nhất mỗi khoảng thời gian mà bạn có trong một ngày để dành cho việc học. Bạn có thể có thời gian đi học thêm, và ngoài ra thì mình còn có đủ thời gian để có thể ôn tập xem lại những kiến thức mà mình đã được học, được dạy. Nếu các bạn không lên kế hoạch, không dự tính và dự đoán trước là mình sẽ ngồi vào bàn học, mình sẽ học vào khoảng thời gian chính xác cố định nào trong ngày, thì tụi mình sẽ rất dễ cảm thấy bị mệt mỏi, bị trì hoãn và trì trệ. Ví dụ như khi đi học thêm về mà các bạn không xác định là mình sẽ ôn tập, học lại kiến thức vào khoảng thời gian tiếp theo nào trong ngày, thì tụi mình sẽ bị lãng phí khoảng thời gian còn lại mà không làm được gì hiệu quả hết. Tuy nhiên thì mình nghĩ là các bạn nên hạn chế lựa chọn những khung giờ, chẳng hạn như là từ 1 giờ sáng đến 5 giờ sáng. Mình biết là có rất nhiều bạn là cú đêm, có nghĩa là các bạn sẽ cảm thấy làm việc hiệu quả, minh mẫn, tỉnh táo nhất vào buổi đêm muộn. Tuy nhiên thì mình nghĩ vào khoảng thời gian đó các bạn nên cố gắng tranh thủ nghỉ ngơi để mình có thể có đủ tinh thần và năng lượng để chiến đấu cho nguyên một ngày dài hôm sau. Tiếp thứ tư là cố gắng biến việc học thành thói quen mỗi ngày. Bản thân mình thấy thì so với việc các bạn bắt ép bản thân mình học một cách đập khuôn máy móc, có nghĩa là mình phải nghiêm túc ngồi vào bàn học, lấy tập, lấy vở, lấy bút thước ra để đọc bài, học bài, làm bài tập, chép bài, lặp đi lặp lại nhiều lần như vậy thì nó sẽ dễ khiến cho mình bị chán, bị nản, không có hứng thú, cũng như là mình sẽ không thể tiếp thu kiến thức không vô đầu nổi. Thay vào đó thì các bạn hãy cố gắng biến việc học đó thành cái thói quen, cái việc làm mà mình sẽ làm hàng ngày. Ví dụ như là về học tiếng Anh đi, đặc biệt là học từ vựng tiếng Anh, có rất nhiều cách học từ vựng tiếng Anh. Mình có thể là học và trích từ vựng từ những cái bài thi IELTS, những cái bài đọc học thuật nó dài ơi là dài và toàn về những cái chủ đề rất là khoa học, rất là khó. Thay vào đó thì mình sẽ cố gắng học từ vựng tiếng Anh bằng cách là mình sẽ đọc những cái bài báo và những cái chủ đề nó đơn giản, nó quen thuộc hàng ngày hơn. Và cái ứng dụng mình sử dụng dạo gần đây để có thể đọc những cái bài báo tiếng Anh về những cái chủ đề và lĩnh vực khác nhau đó chính là For English. Như các bạn có thể thấy thì đây là giao diện bên trong của app. Ở app For English thì tụi mình sẽ có một mục là tin tức. Trong đây thì tụi mình có thể đọc tin tức, xem những cái bài báo khác nhau về những cái chủ đề rất là đa dạng, chẳng hạn như là chủ đề science, là chủ đề khoa học, business, society, hoặc là chủ đề technology, entertainment. Ngoài ra thì tụi mình có thể đọc bài báo theo những cái kênh báo khác nhau, và những cái kênh báo này thì rất là nổi tiếng và uy tín, chẳng hạn như là VN Express, Tiểu Trẻ News, hoặc là The BBC News, BBC Future, hoặc là The Guardian. Trong quá trình đọc báo thì với bất kỳ từ vựng nào mà mình không biết thì mình có thể ấn vào từ vựng đó, và ngay lập tức thì app sẽ đưa cho mình cái nghĩa của từ vựng đó, cũng giống như là cách phát âm Anh và Anh Mỹ. Và ngoài ra khi biết nghĩa được của từ vựng đó rồi thì các bạn có thể ấn vào nút lưu từ để tụi mình có thể lưu những cái từ vựng đó vào bộ từ vựng riêng của tụi mình để tụi mình có thể dễ ôn tập xem lại vào những lần sau. Ngoài ra nếu như bạn nào mà không thích đọc báo bằng tiếng Anh đó, thì các bạn có thể lựa chọn đọc những quyển truyện, quyển sách hoặc là những quyển tiểu thuyết bằng tiếng Anh, chẳng hạn như là Pinocchio, hoặc là David Copperfield, hoặc là Alice Adventures in Wonderland. Thời gian rảnh, thời gian trống thì mình có thể lên For English, mình tải những cái quyển sách này về để mình có thể đọc, và mình còn nâng cao được trình độ từ tiếng Anh nữa. Mình còn có một thói quen là mình sẽ hay xem những video của các YouTuber nước ngoài. Đây là một cách rất hay để mình có thể luyện nghe tiếng Anh thụ động bất kỳ lúc nào mình rảnh. Ví dụ như ở đây thì mình sẽ có một mục là video, là một trong những YouTuber nước ngoài mà mình hay xem nhất là anh Ali. Thì anh này sẽ chia sẻ rất là nhiều những cái điều hay ho về lối sống, cũng như là những cái tips, những cái phương pháp hiệu quả để có thể áp dụng trong học tập, ôn thi vân vân. Ok, thì bây giờ mình sẽ xem một video của anh đó. Trong quá trình xem video, các bạn sẽ được chọn 3 kiểu xem khác nhau. Đầu tiên là tụi mình có thể xem video với phụ đề. Hey friends, welcome back to the channel. Today we are discussing a healthy approach to productivity featuring none other than Unjaded Jade. Hi. Jade is a friend. Thì các bạn có thể thấy khi xem video với phụ đề á, thì tụi mình có thể nhìn thấy được những cái dòng chữ, dòng script chạy. Và vừa nghe thì tụi mình có thể vừa bấm ngay vào cái từ đó để mình có thể biết được nghĩa của từ đó, giống như là cách mà mình làm với việc đọc báo luôn. Productivity. Of revision methods, evidence-based techniques. Tụi mình còn có thể chọn kiểu xem video thứ hai, đó chính là vừa xem và vừa chọn từ đúng vào chỗ trống. Và kiểu xem thứ ba là tụi mình có thể vừa xem và viết từ đúng vào chỗ trống. Và nếu như các bạn cảm thấy việc học tiếng Anh nhiều rồi, chán rồi và mệt rồi thì các bạn có thể vào phần game. Ở đây thì mình có thể chơi cái game nối từ online với rất nhiều người khác nhau.
Ngoài ra trong app thì sẽ còn có một phần là bộ từ vựng. Thì trong phần này sẽ có hơn 70 bộ từ vựng theo chủ đề khác nhau và sẽ phù hợp cho mọi trình độ. Chẳng hạn như ở đây thì mình sẽ có 3.000 từ thông dụng phù hợp cho các bạn mới bắt đầu học tiếng Anh. Ngoài ra thì mình còn có 4.000 từ IELTS để dành cho những bạn nào ôn thi IELTS, ôn thi học sinh giỏi tiếng Anh, hoặc là 5.000 từ Oxford. Bản thân mình thấy thì app for English đã tích hợp rất là nhiều những cái chức năng, những cái chế độ khác nhau để tụi mình có thể học giỏi 4 kỹ năng tiếng Anh rất là tiện lợi và đơn giản luôn. Nên là bạn nào muốn học giỏi tiếng Anh, muốn nâng trình và cải thiện vốn tiếng Anh thì các bạn có thể lên App Store hoặc là CH Play để tải app For English về học nha. For English là một ứng dụng hoàn toàn miễn phí. Tuy nhiên bạn nào muốn mua gói Pro trọn đời để mình có thể mở khóa hết tất cả những tính năng chế độ khác nhau trong app thì các bạn có thể nhập code EMILY50 ở đây để có thể được giảm 50% cho khóa Pro trọn đời, hoặc các bạn có thể làm theo hướng dẫn mình sẽ để dưới khung mô tả cho các bạn tham khảo nha. Tiếp thứ 5 là học nhóm hoặc là học với bạn. Đối với bạn nào mà còn quá rụt rè, e ngại trong việc là mình hỏi han bài tập từ giáo viên thì các bạn có thể thử cách là mình sẽ học nhóm hoặc là học với một người bạn khác. Thầy dạy tiếng Anh ở lớp 9 của mình thì đã từng nói là thực tế không ai giỏi toàn diện trên một cái lĩnh vực nào hết. Dù có giỏi đi chăng nữa thì chắc chắn tụi mình sẽ có những cái điểm mạnh, điểm yếu, những cái điều mà mình biết hoặc là chưa biết. Vì thế cái người xuất sắc giỏi ở một cái lĩnh vực này thì có thể hỗ trợ, giúp đỡ cái người mà còn yếu, chưa tốt ở cái lĩnh vực kia. Ví dụ như khi đang học bài, làm bài tập, giải đề tiếng Anh mà mình bắt gặp một cái câu nào khó, mình không biết đáp án, biết câu trả lời, mà cái người bạn học chung với mình vô tình biết được cái nội dung, cái bài học đó, thì mình sẽ có cơ hội được hoàn thiện, hoàn chỉnh kiến thức của mình luôn. Và ngoài ra khi học với bạn bè thì do là bạn bè sẽ cùng cấp độ, cùng lớp học hoặc là cùng tần số với mình, nên là khi giải thích thì mình cũng sẽ dễ hiểu hơn. Và ngoài ra thì cũng sẽ tạo cho mình một cái động lực để mình học tập siêng hơn, tránh bị lười biếng hoặc là trì hoãn. Vì thế nếu muốn học tốt và hiểu sâu thì mình nghĩ là các bạn có thể thử cách học với bạn, học nhóm, hoặc là mình có thể nhắn tin, gọi điện thoại, video call để chủ động nhờ sự hỗ trợ giúp đỡ của bạn bè để mình chăm học và cùng nhau tiến bộ. Đó là 5 tips giúp mình có thể quản lý, phân bố và cân bằng thời gian để có thể học giỏi toàn diện tất cả các môn trên trường mà không cảm thấy quá stress và áp lực. Nếu có thêm bất kỳ một câu hỏi thắc mắc nào thì các bạn có thể để lại comment phía dưới, mình sẽ cố gắng trả lời trong thời gian sớm nhất. Nếu thích video thì đừng quên cho mình một like, chia sẻ với bạn bè và nhấn vào nút subscribe đăng ký cho kênh YouTube của mình để không bỏ lỡ các nội dung về học tập sắp tới của mình nha. Tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong các video tiếp theo.